Bên cạnh các loài vật nuôi như chim bồ câu, ba ba, chồn hương, anh Trương Khanh ở ấp Hòa Hiếu 2, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang nuôi dế thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với diện tích khoảng 100 m², anh Trương Khanh đã xây lên căn nhà tiền chế sạch sẽ để dành nuôi khoảng 50 lồng dế đủ loại như dế trứng, dế thương phẩm và dế con để đảm bảo nguồn cung xuất ra thị trường. Dế có vòng đời sống ngắn và thức ăn của chúng là lá khoai mì và cám gạo. Dù vậy, dế là loài vật không dễ nuôi. Để nuôi thành công và hạn chế hao hụt, anh Khanh đóng lồng bằng sắt, chiều dài 1,8 m, ngang 0,8 m. Xung quanh lồng nuôi được che chắn bằng bạt ni lông. Thì ban đầu tính để nuôi, để cho vật nuôi ăn thôi. Từ nó đẻ ra nhiều thì bắt đầu mình mới nhân rộng mô hình lên. Dế thương phẩm đạt khoảng 10 đến 15 kg dế một lồng, được xuất bán cho các cửa hàng bán thức ăn cho chim, cá ở huyện Gò Quao với giá 120.000 đồng 1 kg. Dế trứng đông lạnh để chế biến các món ăn như dế chiên nước mắm, dế xào thì anh bán với giá 220.000 đồng 1 kg. Giá bán này, sau khi trừ hết đi chi phí, anh Khanh có thể thu về lợi nhuận 100 triệu đồng một năm.